Hello mọi người, chào mọi người lại quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình được nghỉ, mình ra ngoài cái hồ này mình đi câu cá chuối. Nhân tiện mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn cho những bạn mới tập chơi máy ngang và đang có ý định chuyển sang chơi máy ngang, thì cách cân chỉnh máy cũng như cách ném và làm sao nó không bị rối dây. Các bạn cùng theo dõi clip đến cuối clip để làm theo mình và sẽ gặt hái được nhiều thành công và chơi thành thạo máy ngang. Chúc các bạn sớm gọi là đạt được kỹ năng chơi máy ngang nó tốt, không bị rối dây ném xa. Thì mình bây giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn. Trước tiên các bạn trước khi các bạn ném á, thì các bạn phải cân chỉnh con mồi. Đây các bạn, con mồi của mình nó nặng nhẹ bao nhiêu thì mình không biết, mình phải cân nó. Thì khi mình cân mồi á, là khi mình bấm vào cò máy này, mình bấm cò máy này mà mình nhả này mà nó không rơi con mồi xuống, thì mình xả cái nút này các bạn nhé. Các bạn, con máy nó có cái nút này. Đây các bạn nhả nha. Đấy, khi nào các bạn nhả xong, các bạn nhả xong mà các bạn bấm cò mà thấy máy nó chạy, đấy là ok. Còn nếu các bạn mới chơi chưa quen á, thì các bạn siết con ốc này vào. Thì khi các bạn bấm cò không nó nhả ra mà các bạn ném nhẹ, nó chạy dần dần ra là được. Chứ còn bạn xả nhiều quá, các bạn chỉnh cái nút này nó ra nhanh quá, thì khi các bạn ném thì nó sẽ bị rối dây. Các bạn cho nó ra một chút thôi. Khi các bạn chỉnh chút xong, các bạn chỉnh nút phanh bên này nó có phanh. Thì nó tùy theo từng dòng máy. Máy nó có nút phanh, nó có chỉnh phanh ở đây hoặc nút nó nằm ở đây. Nó tùy theo dòng máy mà nó mỗi máy nó có mỗi cái thiết kế khác nhau. Thì các bạn ý nhé. Thì có máy nằm ở đây, có máy nằm ở đây và có máy nằm trên này. Thì các bạn chỉnh nó chuyển sang phanh cao lên để cho nó phanh cái nút này. Và khi các bạn ném máy thì các bạn nên ném mồi, các bạn nên nhả cái đây là cái nút cái để các bạn khóa cối chết cho nó lỏng chặt đấy. Đấy, khi các bạn mà nhả nó ra thì các bạn quay cái này nó vẫn quay được này, thì các bạn chỉ cần chết vào một chút, các bạn chết chặt vào xong các bạn nhả ra một chút, nhả ra vài vòng. Đấy, khi các bạn ném dây ấy, nó không bị sốc dây, nó không bị nổ dây. Đấy, nó không bị nổ dây các bạn ạ. Khi các bạn chỉnh xong thì các bạn ném thử đừng ném xa nhé. Và các bạn ném á, tay các bạn bao giờ các bạn tay ngón tay cái các bạn phải giữ lấy cái cò máy và giữ cái cuộn dây này, thì các bạn thả ra nó dây nó chạy đấy. Và các bạn để con mồi nó cách đầu cần mình khoảng 30 phân thôi các bạn. Đấy, các bạn để con mồi cách đầu cần mình khoảng 30 phân thôi. Thì khi các bạn ném thử thì tay các bạn cầm và giữ cái lưỡi cò này, bạn bấm cò xuống và bạn phải giữ này, còn tay trái các bạn nắm vào đuôi cán này, các bạn giơ cần này và các bạn giơ cần về sau, nhớ đằng sau các bạn phải để ý đằng sau nhé, để ý đằng sau xem có vướng cây vướng gì không, và bạn giơ về đằng sau là hướng 2 giờ, và khi các bạn ném ra ném hướng 10 giờ đến hướng 10 giờ là các bạn dừng tay lại để cái đầu cần mình nó giơ lên hướng 10 giờ thì cái con mồi mình nó bay xa và nó không bị rơi ngay trước mặt. Đấy là địa hình thoáng. Đây mình dạy nó cơ bản, các bạn ném địa hình thoáng nhé, các bạn ném nhìn xem thử. Đấy, khi các bạn ném con mồi ra đến nơi rồi, các bạn muốn cho nó rơi xuống chỗ nào, bạn thấy con mồi nó cách cái chỗ muốn rơi gần đấy rơi, thì các bạn phải ngón tay cái nào bạn phải đặt ở cái cuộn dây này,
bạn bấm vào giữ lại bạn phanh, dùng tay để hỗ trợ để phanh, chứ còn máy nó phanh nó chỉ là một phần, còn chủ yếu tay mình phanh, ngón tay cái mình phải phanh này. Phanh đây thì mình muốn cho nó rơi chỗ nào thì mình phanh đây, phanh xong cái mình đặt tay mình xoay cái này nó khóa lại, khóa lại, bắt đầu mình cuộn từ từ vào. Các bạn khi chơi thành thục rồi thì các bạn muốn tạo action, mỗi con mồi nó có mỗi một cái action khác nhau và mỗi cái địa hình ném khác nhau. Rồi bạn đi nhái nổi, bạn đi mồi nổi, mồi nhảy thì các bạn đánh con mồi nó khác, còn các bạn đi mồi lửng đánh khác, đánh mồi mềm nó khác. Các bạn sẽ từ từ các bạn nghiên cứu và các bạn nên luyện tập nhiều lần thì mới được. Đấy, mình nhắn các bạn xem một lần nữa nhé. Con mồi nó đi, khi các bạn để cái đầu cần nó hướng lên, nó chách lên thì con mồi đi rất xa, còn các bạn để cái đầu cần nó rút xuống thì con mồi nó sẽ rơi ngay trước mặt mình nhé, nó không đi được xa. Các bạn cố gắng xem và làm theo. Trước khi các bạn đi câu thì các bạn nên luyện tập ném ở tìm một cái chỗ nào trống trống, vắng vắng, không có vướng cây vướng cối và địa hình nó thoải mái. Các bạn tập ném, khi các bạn ném thành thục rồi thì các bạn bắt đầu luyện lên các cái bước khó hơn, ví dụ như vẩy vẩy trái, vẩy phải và vê cần, vẫy vào trong những địa hình nó khó thì không phải cần nào nó các bạn cũng vẫy được, mà nó còn tùy thuộc vào độ mềm của cần, độ cứng của cần và trọng lượng con mồi thì các bạn mới vẫy thành công được, chứ không phải cứ con một cái cần, bất kỳ cần luôn là các bạn cũng vẫy được đâu. Độ cứng nó cao thì các bạn vẫy nó khó, các bạn muốn vẫy vào trong các cái gầm cây á, muốn vẫy vào trong các cái gầm cây, vẫy vào trong các gầm cây á thì các bạn phải chọn cần có độ cứng, độ mềm nó vừa phải, trọng lượng con mồi nó vừa phải, nó phù hợp với cần và đấy thì các bạn mới vẫy được. Chúc các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, chúc các bạn thành công và thành thục kỹ năng chơi tốt hơn bộ môn máy ngang này. Các bạn xem có gì thắc mắc cứ để lại inbox ở phần comment cho mình và kết bạn Facebook thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết hơn trong clip tới. Cảm ơn các bạn, và những bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy cho mình xin một đăng ký kênh, một lượt like, lượt chia sẻ để ủng hộ mình có động lực ra tiếp video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.